lại. Và diều người ngoài hành tinh thì diều nào sẽ bay cao hơn đây? Các bạn ơi, sao còn thẳng đoán người ngoài hành tinh? À, trong video của chúng ta hôm nay còn có sự xuất hiện của bạn Huy này. Bạn Huy chào các bạn khán giả đi. Chào các bạn. Ơi, bạn Huy hôm nay cũng ra thả diều cùng với Cuội và Anna đấy. Các bạn ơi, vậy là diều người ngoài hành tinh và diều năm anh em siêu nhân của chúng ta đang lên cao nhá. Hai diều này lên cao đấy. Người ngoài hành tinh đó chính là diều của Anna nha. Cuối cùng là đã hết dây diều rồi nha. Và diều lên cao lắm các bạn ạ. Còn phía bên này đó chính là diều năm anh em siêu nhân. Đúng rồi, cuộc đua của chúng ta đấy. Wow, năm anh em siêu nhân bây giờ cũng lên rất là cao các bạn nhá. Bạn không có kém gì so với diều người ngoài hành tinh đâu. Chà, hai bạn ấy lên cao thật đấy. Ơ, à, hình như là diều năm anh em siêu nhân đã có mấy quả bóng nổ à? À, không phải. Có hai quả bóng thì đã bay. Đúng rồi, ở đằng sau lưng của diều năm anh em siêu nhân. Huy ơi, cháu đoán là giữa diều năm anh em siêu nhân và diều người ngoài hành tinh thì diều nào sẽ thắng nhỉ? Diều năm anh em siêu nhân ạ. À, Anna thì chắc chắn Anna sẽ đoán là diều của Anna rồi, chính là diều người ngoài hành tinh. Còn anh Cuội là diều năm anh em siêu nhân. Cuội đã được bạn Huy tặng cho Cuội một điểm rồi đấy. Vậy là diều năm anh em siêu nhân cũng đã thả hết dây rồi các bạn ạ. Kịch dây luôn rồi này. Căng quá các bạn ơi. Rất là căng. Wow. Anh Cuội đang thả ngược các bạn ơi. Diều của Cuội chắc là ông trời nhìn thấy luôn. Hả? Đây là chủ nhân của hai diều các bạn ơi. Diều màu vàng, Anna là diều người ngoài hành tinh, chào các bạn nào. Và diều năm anh em siêu nhân, chủ nhân là anh Cuội, chào các bạn nào. Anna và Cuội ơi, chúng ta cùng thu diều để tới màn thi thứ hai nào. Trước khi đến màn thi đấu thứ hai thì các bạn hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký cho kênh Anna Cuội nha. Ok. Các bạn ơi, hai đội bây giờ đang bắt đầu cuộn diều nhá. Các bạn nhìn tốc độ cuộn diều. Tốc độ cuộn diều bá đạo. Vậy là diều người ngoài hành tinh đã xuống rồi nhá. Yeah. Ơi, các bạn hãy cho anh Cuội một tràng vỗ tay để cổ vũ cho anh Cuội nào. Anh Cuội cười, anh Cuội cười. Huy, bạn đây đang cổ vũ cho anh Cuội. Anh Cuội cười. Rồi, vậy là bạn ấy đã hạ cánh an toàn nha. Wow, những quả bóng đầy đủ màu sắc luôn. Bây giờ anh Cuội đang cho bạn Huy quả bóng đấy, để bạn Huy về nhà chơi nha. Cảm ơn bạn Huy hôm nay đã vào video nha. Huy với cả các bạn nhỏ hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Anna Cuội nhiều hơn nha. Đấy, đúng rồi. Rồi, bây giờ hai diều sẽ bỏ hết bóng bay ra và các bạn ấy sẽ tung bay trên bầu trời nha. Anh Cuội đang lượn, đúng rồi. Anh Cuội đang cho diều năm anh em siêu nhân lượn. Các bạn, hai cái diều này mà thả bay lên khỏi bầu trời đấy, chắc là mình nhớ diều quá. Các bạn ơi, như Cuội thấy một cái đĩa bay đang lơ lửng trên bầu trời. Đâu? Các bạn ơi, trên bầu trời đang có một đĩa bay bay đến này.
diều người ngoài hành tinh về rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, hình như là diều người ngoài hành tinh nó về rồi. Đúng rồi, thế là đã được đĩa bay đón về rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy like và đăng ký ủng hộ kênh Anna Cuội và like thật nhiều để cho Anna đỡ buồn nhá. Anna ơi, thả sớm năm mới nhé, xuân nhanh nhanh nhá. Vâng.